cứ tên là anh em ơi. Vô ngoài rồi mới không vậy? Không liên lạc được gì cả. Hôm nay thì Hoàng đã chỉ cho mọi người cách bắt cái con tôm tích nhá. Đây xong. Đây, nhìn cái lỗ này. Mình sẽ thử mình lấy tay mình thọc xuống. Bình thường ấy, nếu mà thọc xuống cát thì nó sẽ bị tắc luôn. Còn nếu mà thọc lỗ con tôm tích ấy thì mình cảm nhận được là có một cái đường ống xuống tận sâu phía dưới. Đây này. Rất là sâu luôn. Sau đó thì anh em mình sẽ thử đây, có hơi nước này, nhìn nước này. Cho con nước này. Đấy. Mình có cảm nhận được cái con tôm tích nó kiểu đang vòi lên luôn. Sử dụng cái một cái đường ống này. Hút ra hút vào này. Rồi, ta xem này. Đây là một con này. Hai con này chốt mẹ là hứa nhau này. Chốt mẹ là hứa nhau. Con này là con cái. Con cái thì nó sẽ có cái này. Cái này ở đâu là trứng này. Trứng tôm tích này. Màu vàng vàng này. Đấy. Con này con đực này. Con đực thì nó sẽ đây này. Hai con này thường thường nó sẽ ở với nhau để nó hí ha hí hú với nhau. Sau khi mà đi được khoảng 20 phút rất là nhiều tôm tích rồi. Đây mọi người xem này. Con này anh em mình sẽ về chế biến như là xào. Xào ớt. Bao khỉa luôn. Xem mấy bạn đi bắt con tôm tích này. Được 2 con luôn rồi. Chia sẻ cho anh em một cái món ăn tuổi thơ. Bánh tráng tôm tích. Ăn mình cút chóp. Một miếng đi. Ăn một miếng đi. Đúng rồi. Nó lớn rồi. Nhai mạnh mẽ lên sao cười không mày? Cảm nhận. Ngon. Ngon. Đây. Nhìn này. Vô em. Úi giời. À đi. Nhìn đây. Cảm nhận. Ngon vậy. Là thế review với con tôm tích cả nhà nhá. Ngon lắm cả nhà, tuyệt vời luôn. Thực sự thì mấy anh em tối qua đi bắt, sáng nay thì bắt cái con tôm tích, còn tối qua thì bắt con nha. Mấy anh em ngồi với nhau này đơn giản lắm, bình dị. Niềm vui đơn giản cả nhà, ngồi cùng nhau đánh hội, tránh bổ covid. Cái khúc này là mình đi giúp ngư dân đẩy cái thuyền ra biển để đánh bắt cá mọi người ạ. Cuộc sống của cô chú anh chị ở đây gắn liền với biển cả. Đây là công việc hàng ngày của các cô chú anh chị.
Việc này gọi là đi lộng, sẽ đi đánh bắt cá vào buổi chiều và cả buổi tối lênh đênh ở ngoài biển. Sau đó thì sáng ngày mai sẽ quay trở về với những cái mẻ tôm cá đầy ắp. Công việc ở đây thì hơi vất vả do lúc nào cũng phải tiếp xúc với sóng gió. Tuy nhiên thì cô chú anh chị luôn luôn mỉm cười trên môi. Một điều nữa là ở nơi đây thì rất là đoàn kết, mọi người cùng nhau giúp sức đẩy những cái tuyến bè này ra, nhà này giúp nhà kia, vợ con thì ở trên hỗ trợ, còn chồng và anh trai thì đi ra khơi để đánh bắt cá. Còn đây thì chia sẻ thêm cho mọi người một cái kỹ năng cũng không thể thiếu nếu mà khi mà lạc trong rừng nhá, đó chính là skin treo dừa. Con chí mang tên Vũ Duy Hoàn. Mời chú đi. Anh không làm sao đi, chặt tụi cái máy ảnh khôn nữa. Rồi. Chào mừng. Hiện tại thì mình đang ở trên cái rửa anh em ạ. Giờ thì mình sẽ mặt rửa cho anh em. Ôi chào ơi. Chào đào Vân Danh nhá. Hả? Ném này nè. Ném xuống vườn anh ơi. Đây, chỉ ném cho em nè. Con khí Vũ Duy Hoàn. Vào đây. Ôi. Anh ném mày nè. Ném đâu? Đây. Đừng. Hai cái máy khối tiền anh ạ. Ném mày nè. Ném xuống mày hả? Ném nhá. Đây. Rồi. Gọn ra vỡ đầu này. Xem có được chim không? Đã bảo là có một tổ hai trứng rồi nữa. Hai tổ liền. Cần từ làm ra không? Nào. Chào mọi người đi. Cắt thiết kể từ cả. Xuống, đứng xuống cả, đứng xuống bên kia cả. Giờ về tắm mát. Cái mặt này nhau. rồi quay lại cái TikTok đi. Phải không? Rồi quay lại cái TikTok. Thế là sau khoảng thời gian rất là vất vả, hơi bao nhiêu phút đấy, thì mấy anh em của Hoàn cuối cùng cũng gặt được những quả dừa rồi anh em ạ. Và được chục quả đấy. Bây giờ thì mình sẽ bổ thử ra cho anh em xem luôn. Sinh tồn luôn đây. Bình thường ấy, nếu mà sinh tồn thì đập kiểu này anh em ạ. Kiếm một cái chỗ mà phẳng ấy, xong đập vô. Đây, có cái thôi dùng dao đây anh ơi. Dùng dao ấy. Cái quả này anh đập cho. Bị điếc rồi. Quả này không có. Em cứ xoay ngang thôi, kệ đi. Nó đang bị lộ tí mà. Đây là quả này anh ơi. Quả này dễ. Đây còn nhỏ cơ. Đi sinh tồn làm gì được chọn mày. Đừng. Rồi. Anh em ơi. Wow. Ôi chà. Uống thử em. Rồi. Chấm nhanh nhá. Ngu đây. Đây cái con này em. Uống con này này. Cảm ơn đây, cảm ơn đây. Cảm ơn cơ. Dừa ngọt. Bác lấy dừa không bác? Đây không rồi. Tuyệt vời. Em không thử rồi, chưa uống được nè. Trông vậy mà cái cành dừa nó sắc phết anh em à. Rớt hết tay. Trên đây nữa, chân này. Được cái lõi không? Nhưng mà cuối cùng thì mấy anh em cũng... Ê bay! Phí đấy bay! Đây. Không nốt. Nhảy cháo rồi được. Cái gì à? Đánh đập ra cho. Mấy đứa ăn cụt. Ồ wow, anh em ơi, cùi ngon chưa này? Cùi ngon chưa? Cái dám ăn. Đây là anh Bảo. Bẻ một cái ra thôi. Ờ, cho cái cạo. Anh em xem nhá. Mà mấy thằng này nó thấy cùi cái nó phi vào nhá. Phi vào như kiểu là. Đây cho anh em xem này. Minh Tùng nhá, chuyên đi ăn nhá. Không làm nhá. Ui chào ơi. Bé đi ăn em. Mày để cho cameraman có tâm quay cái nào. Anh em lấy cái tiêu này này. Xong rồi cho anh em ra này. Sau khi anh em lấy lên nhá anh ơi. Anh em đây này. Có thể là không cần sử dụng dao hay bất cứ thứ gì mình vẫn có thể có dừa ăn. Ngoài ra dưới đây ngon. Anh em không này. Bước sau nhá, chứ mình ăn bằng miệng nhá. Chào anh.
Còn bây giờ thì dắt mấy thằng về bổ hết dừa ra. Có một số quả già thì mình sẽ chỉ mọi người kỹ năng bóc làm sao mà còn nguyên được cái cùi. Mọi người chú ý nha. Mình cứ tách dần dần từng lớp. Đây các bạn xem tròn xoe luôn này. Đây, cuối cùng thì sau một khoảng thời gian dài thì anh em cũng Phan cũng làm được quả dừa này. Bây giờ chăn nước cho anh em xem này. Anh em ơi, quả này rất là ngon. Quả này rất là ngon. Chưa anh em à? Vâng. Chia nó anh nhé. Biết rồi, chặt chết đi công chứ. Thẳng cái ăn miếng to kia giờ thò còn lấy luôn. Ăn đi. Ra. Cứt đó. Ngon hả? Ngon. Còn đó. Được rồi. Được rồi. Tối rồi. Đây đây đây. Đây mà cả nhà này. Xô ra đùng vâng. Vì dừa không có nhiều nên anh em uống được kiểu lương sơn bạc nhá. Cái ba men. Đầu tiên. Chặt dừa xong rồi mấy anh em lại rủ nhau đi câu cá này. Cá chim. Con cá rồi anh em ơi. Không có đi làm gì vậy? Kéo gì? Cá rậm bì. À thử, kéo lên em. Thôi. Thôi sao? Em ơi. Anh thì bạn cầm cái vợt đi. Con này thịt được đúng không? Thịt được. Đúng được không? Anh bạn cầm cái cầm cái vợt thôi. Con cá heo vậy nhỉ. Móm hơi giống vậy nhỉ. Đem về bố bí cho bạn. Ok. Sau cả tí năm chờ đợi thì lại có một con cá chim cắn nữa mọi người. Lấy cái mũ bảo hiểm thôi đấy. Lấy thôi đấy. Không nắng. Cày chặt đấy, mất luôn cá chi mọi người ạ. Ăn nữa mình giờ đỡ buồn. Mấy anh em có nước uống cả nhà. Mì tôm này, đang hòa đây cả nhà. Mang cả ấm giấc đi nè, quá uy tín luôn. Đen thật đấy, vừa sảy một con cá chi một cân xong. Cuộc sống phiêu diêu tự tại, hôm ăn mì tôm, hôm thì ăn nhà hàng 5 sao. Lúc mà đói thì húp nước mì tôm cũng ngon anh em ạ. Uống muối béo mà. Muối hết ý là mì tôm chấm ấy. Bên kia cá cắn này anh em ơi. Được cái là mình đi đến đâu anh em cũng tiếp đón rất là nhiệt tình. Và mình đang ở Thanh Hóa đây. Anh em 36 mãi đỉnh luôn. Trời. Bắt luôn có không? Mấy ông này chán câu cá quay ra câu người luôn này. Bắt đầu ngày rồi. Ảo đấy. Trong chuyến này thì mình còn trải nghiệm rất là nhiều thứ. Ví dụ đi xem cây lúa là nó được sản xuất ra như thế nào, nuôi trồng rồi là bao lâu, gặt như thế nào, là rất là thú vị luôn. Thì bao trồng bao tháng thì mới được thu hoạch được gì? 6 tháng rồi. Thì Hoàng sẽ hướng dẫn mọi người cách cắt lúa nhá. Và đầu tiên là phải học hỏi nhìn các cô cho cắt trước kìa. Cái liềm này. Đứng lại. Khó đứng lại. Tối đến thì mấy anh em thanh niên xóm còn rủ nhau ra ngoài bãi biển hát karaoke nữa cơ. Ủa, la to vậy ạ? Bây giờ đây là anh em đang chuẩn bị. Đồ nhậu thì có những cái gì? Đá, xoài, coca. Và không thể thiếu món huyền thoại xúc xích. Tuy nhiên là cũng không quên nhiệm vụ hỏi thăm info của mấy bạn xinh gái cho anh em. Ông nào muốn có người yêu thì subscribe kênh, chia sẻ video rồi kết bạn với tôi nhá. Tôi giới thiệu cho.
Còn đây thì lại là một bạn em gái hay là chị gái của thằng cô An này, cũng rất là xinh. Mấy anh em đang bàn chuyện chuẩn bị đồ. An thì lấy loa này, còn thanh niên này thì em đánh Đạt. Tên Đạt sẽ về tự ăn trộm xoài nhà mình. Đây là phi vụ ăn trộm siêu trộm. Tự ăn trộm. Đi đâu ấy? Dạ. Đi về nhà em. Nhà em không có xoài không? Vậy hả? Rồi phi vụ của thanh niên Đạt đã bị mẹ phát hiện cả nhà. Cho. Vào đây lấy loa và mấy quả xoài này ạ. Nhà có trộm. Lấy quả to ấy mày. Rồi. Loa kẹo kéo anh em nhá. Hai ba. Vui chưa nha. Mấy em đang chuẩn bị đồ. Đây là mấy cái vỏ dừa làm than mọi người ạ. Này, ném vô ra. Đây này. Mang máng này rồi. Đi đi. Quên. Đi sắp cháu. Làm đi. Không có đua luôn à? Quên xiết đi. Quên nha, quay đi cứ quay. Này đấy, sao nói? Này đấy, sao quên lấy này. Không vậy, không liên lạc được gì cả. Chỉ có một mảnh giấy. Đừng lo đêm nay có đi chơi xa. Yeah. Tôi đã sống và lớn lên trên mảnh đất quê hương yêu dấu, những tấm lòng nhân Cảm ơn những người anh em đã đến với tôi để tuổi thanh xuân của tôi đầy ắp những tiếng cười và những kỷ niệm. Biết ơn những người anh em rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ Hoàn. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những clip sau. Bye bye.